Bài là x bình trừ 3x cộng m bằng bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 và x2 thỏa mãn biểu thức A. x1 bình cộng x2 bình trừ 3x1 nhân x2 đạt giá trị miền. Được chưa? Rồi, bắt đầu các bạn tập trung nha. Thì các bạn nè, ở đây các bạn nhớ người ta kêu nè, tìm m để phương trình có hai nghiệm, sau đó tìm a này miên. Thì thứ nhất các bạn phải thực hiện cái chỗ này cho người ta trước, đó là các bạn phải xác định a, b, c. A bằng 1 nè, b bằng trừ 3 nè, và c bằng m. Các bạn tính delta b bình trừ 4 lần a, ac bằng, nhớ có dấu trừ các bạn đóng cái ngoặc dùm lỡ nha, trừ 4 nhân A là 1 nè, nhân C là M. Sau đó bằng gì à? 9 trừ 4M. Và các bạn kết luận để phương trình có hai nghiệm nha, x1, x2. Thì ở đây người ta nói hai nghiệm thì có khả năng là hai nghiệm phân biệt nè, hoặc hai nghiệm kép, ý nói là hai nghiệm nó trùng nhau đó các bạn. Hai nghiệm kép là hai nghiệm trùng nhau đó các bạn. Vậy tương đương delta phải lớn hơn bằng 0. Vậy tương đương 9 trừ 4m lớn hơn bằng 0. Các bạn hay sai chỗ này nè, các bạn chuyển vế đổi dấu giúp lợi, trừ 4m lớn hơn bằng trừ 9. Nhân hay chia số âm nè, chiều đổi. Vậy m sẽ trừ 9 chia cho trừ 4 ra, 9 phần 4. Nhớ có dấu tương đương và các bạn kết luận. Vậy m nhỏ hơn bằng 9/4, thỏa mãn đề bài nha mọi người. Sau đó các bạn nhớ, để tính được cái biểu thức này, các bạn nhớ giúp lỡ hệ thức VS. Hệ thức VS. Được chưa? Hệ thức VS thì các bạn nhớ, thì các bạn S nè bằng x1 cộng x2 bằng trừ B chia A. Trừ B, trừ thành cộng nè, chia A là 3 chia 1 bằng 3. Tiếp tục B nè, bằng x1 nhân x2 bằng C chia A. C nè, chia A nè, M chia 1 bằng M. Được chưa? Rồi các bạn viết lại cái biểu thức. Thì cái biểu thức này quá dễ nha mọi người. Biểu thức này có tính chất đối xứng. Đối xứng là sao à? Đối xứng là khi tôi thay x1 bằng x2 nè, và x2 bằng x1, thay hết vô đây, thì ta thấy rằng biểu thức đó không thay đổi, người ta gọi là biểu thức đối xứng. Được chưa? Và ở đây là chính như là gì à? Đây là các bạn học thuộc giúp lỡ nha. x1 bình cộng x2 bình là s bình trừ 2b. Vậy mình sẽ có gì à? S bình trừ 2b. Và đây là trừ gì à? Trừ 3b nữa. Vậy mình sẽ có s bình trừ 5b. Được chưa? Sau đó các bạn thế nè, bằng s đây 3 bình trừ 5 nhân m, vậy bằng 9 trừ 5m. Được chưa? Và các bạn nhìn lại cái điều kiện người ta cho nè, đây thấy chưa? Để phương trình có hai nghiệm thì m nhỏ hơn bằng 9/4, đúng không ạ? Thì tương đương nè, ta lập luận nha các bạn. Nhìn vào đây và ta lập luận nè. M nhỏ hơn bằng 9/4. Thấy nhân gì à? Nhân cho trừ 5, là nhân trừ 5 hay vế. Nhớ nhân cho dấu trừ chiều đổi nè. Thấy không ạ? À? Vậy là trừ 5M, trừ 5 nhân 9/4. Sau đó các bạn thấy cộng thêm bao nhiêu à? Cộng 9, ta cộng 9 hai vế. Đó, cộng 9 hai vế giúp lợi. Được chưa? Và hàng này chính là hàng gì à? Hàng A. Hàng này chính là hàng A nè. Vậy lớn hơn bằng, bấm máy tính giúp lợi hàng này đi à, 9 trừ 5 nhân 9 là 45 phần 4 bằng ra bao nhiêu à? Trừ 9 phần 4. Được chưa? Vậy A luôn luôn lớn hơn bằng thì là nhỏ nhất. Vậy A miên khi nó bằng trừ 9/4. Khi và chỉ khi hàng này dấu bằng, hàng này dấu bằng, hàng này dấu bằng, hàng này dấu bằng, vậy m bằng 9/4. Ok không ạ? À?
Ok mọi người ơi, ok mà. Mọi người ơi, bạn nào thấy hay hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè vào đây giúp Lợi đi ạ. Trong quá trình like có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục.